Hello, students. Nice to meet you in this televised lesson. First of all, let me introduce myself. My name is Nguyen Hai Trí, and today we're going to do some reading in Unit 7, Serving Energy. Xin chào các em. Lời đầu tiên, thầy xin tự giới thiệu. Thầy tên là Nguyễn Hải Trí. Và hôm nay, thầy trò chúng ta sẽ đến với phần đọc của bài 7, tiếng Anh 9 hệ 7 năm, chủ đề tiết kiệm năng lượng. As you know, electricity is an important source of energy in our daily lives. We use electricity to power cars, for cooling, for heating, for lighting, and so on. Như các em biết, điện là một nguồn năng lượng rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, làm thế nào chúng ta có thể sử dụng điện một cách khôn ngoan và tiết kiệm? Hôm nay, thầy trò chúng ta sẽ cùng đến với các nước phương Tây để xem thử người ta tiết kiệm điện như thế nào. But before that, you need to learn some new vocabulary. What do you call a person who buys goods and services? Kém gọi người mua hàng hóa và dịch vụ là gì? It's a consumer. Listen. Consumer. 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 The stress is on the second syllable. Consumer. What's this in English? A bulb. Listen. Bulb, bulb, bulb. Something that is expensive, but not necessary. What is it? It's a luxury. Listen. Luxury, luxury, luxury. The stress is on the first syllable, luxury. What is the synonym of save? It's conserve. Listen. Conserve, conserve, conserve. The stress is on the second syllable, conserve. What is the red piece of paper? It's label. Listen. Label. 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 The stress is on the first syllable, label. How do you say sự cách tân, sự đổi mới in English? It's innovation. Listen. Innovation. Innovation. Now, you listen and repeat the words after you hear them. Bây giờ các em hãy nghe và lặp lại các từ mới theo máy. Consumer. Bulb. Luxury. Conserve. Label. Innovation. Good. One more time. Consumer. Bulb. Luxury. Conserve. Label. Innovation. Good job, students. I'm sure you are now able to pronounce these words correctly. Next, I'm going to give you an exercise. This is an opportunity for you to use the words you have just learned in context. Tiếp theo, thầy sẽ cho các em một bài tập nhỏ để giúp các em bước đầu sử dụng được các từ mới các em vừa mới học trong ngữ cảnh. Các em nhìn vào đoạn văn của chúng ta. Đoạn văn này có 5 chỗ trống. Nhiệm vụ của các em là chọn các từ chúng ta vừa mới học để điền vào chỗ trống cho thích hợp. Okay, you've got some time to do your work. Okay, let's see how you did it. What's missing in number one? It's innovation. My company has just had an innovation in saving energy.
Công ty của tôi vừa mới có một sự đổi mới trong tiết kiệm năng lượng. What's in number two? It's bulbs. Kém lưu ý cho thầy, bulbs được sử dụng ở số nhiều bởi vì phía sau đó là động từ ở hình thức số nhiều, have been. And what's in number three? It's luxury. Chúng ta dựa vào necessity là sự tương phản để chúng ta biết được đó là luxury. My boss said electricity was a necessity for many people, but it could be a luxury for some others. Ông chủ của tôi nói rằng điện là một nhu yếu phẩm đối với nhiều người, nhưng nó cũng có thể là giá trị phẩm đối với một số người khác. And what's missing in number four? It's conserves. Kém lưu cho thầy, conserves được dùng ở watch it bởi vì chủ ngữ của nó là saving electricity. I also think saving electricity not only saves money but also conserves natural resources. Tôi cũng nghĩ rằng tiết kiệm điện không chỉ tiết kiệm tiền mà còn bảo tồn được các nguồn tài nguyên thiên nhiên. And what fits into number five? It's consumers. Kém lưu cho thầy, consumers được dùng ở số nhiều bởi vì nó chỉ nhiều đối tượng người tiêu dùng. If companies take action to protect the environment, they can make their consumers pleased. Nếu các công ty hành động để bảo vệ môi trường, họ có thể khiến cho người tiêu dùng của mình hài lòng. Good work, students. Now, we move on to true-false statements. Before you read the passage in your books, I've got some statements that I need you to decide which one is true and which one is false. Trước khi chúng ta đến với bài đọc, thầy có một số câu yêu cầu các em đoán xem thử là đúng hay sai. Now, let's take a look. A. In Western countries, electricity, gas and water are luxuries. Ở các nước phương Tây, điện, ga và nước là xa xỉ phẩm. B. In Europe, lighting accounts for 10 to 15% of the electricity bill. Ở châu Âu, chiếu sáng chiếm từ 10 đến 15% hóa đơn tiền điện. C. Energy saving bulbs last shorter than standard bulbs. Các bóng đèn tiết kiệm năng lượng có tuổi thọ ngắn hơn so với các bóng đèn chuẩn. D. The labeling scheme in Europe helps consumers know about the energy efficiency each model has. Kế hoạch dán nhãn ở châu Âu giúp người tiêu dùng biết về hiệu quả năng lượng mà mỗi sản phẩm có được. Okay, please take some time and make your own guesses. Bây giờ các em dành một ít thời gian để đưa ra dự đoán của mình trong đầu. All right, students, open your books, pages 60 and 61. Listen and read along, then check your guesses. Bây giờ các em lật sách ra trang 60 số 1. Chúng ta nghe, theo dõi và sách, đồng thời kiểm tra lại dự đoán của mình. In Western countries, electricity, gas, and water are not luxuries, but necessities. Companies now realize that consumers want products that will not only work effectively, but also save money. For most North American households, lighting accounts for 10% to 15% of the electricity bill. However, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100-watt light bulb with an energy-saving bulb. These bulbs use a quarter of the electricity of standard bulbs and last 8 times longer. Therefore, consumers can save about US $7 to US $21 per bulb. In Europe, there is a labeling scheme for refrigerators, freezers, washing machines, and tumble dryers.
The label tells the consumer how much energy efficiency each model has compared with other appliances in the same category. Ultimately, these innovations will save money as well as conserve the Earth's resources. All right, students, let's check your guesses together. A. Các em tìm kiếm thông tin ở đoạn nào trong bài để xác định được câu A là đúng hay là sai. Các em nhìn vào câu thứ nhất của đoạn thứ nhất. Electricity, gas and water are not luxuries, but necessities. Điện, ga và nước không phải là xa xỉ phẩm mà là nhu yếu phẩm. Như vậy ở câu A, luxuries là sai. Chúng ta phải sửa lại là necessities. Vì thế câu A, false. Chuyển qua sang câu B. Làm thế nào các em biết câu B là đúng hay sai? Chúng ta nhìn vào câu thứ nhất của đoạn thứ hai. For most North American households, đối với hầu hết các hộ gia đình ở Bắc Mỹ, như vậy thông tin Europe ở trong câu B là sai. Và chúng ta phải sửa lại là North America. Như vậy câu B, false. Câu C. Thông tin nào cho các em biết câu C là đúng hay sai? Chúng ta nhìn vào câu thứ 3 của đoạn 2. These bulbs last 8 times longer. Những cái bóng đèn này có tuổi thọ gấp 8 lần. Như vậy, these bulbs ở đây chính là energy saving bulbs. Như vậy, thông tin shorter trong câu C là sai. Chúng ta phải sửa lại là 8 times longer. Như vậy, câu C, false. Câu D. Muốn xác định được câu D đúng hay sai, chúng ta nhìn vào câu thứ hai của đoạn 3. The label tells the consumers how much energy efficiency each model has. Nhãn nói cho người tiêu dùng biết mức hiệu quả năng lượng mà mỗi sản phẩm có được. Như vậy, thông tin này hoàn toàn khớp với thông tin trong câu D. Như vậy, câu D của chúng ta, true. Okay, you did it very well, students. Và đây là toàn bộ kết quả của phần True False Statements. You will now have another activity, Comprehension Questions. Now, in this section, you're going to read the passage again and find the answers to the following questions. Trong phần này, các em sẽ đọc lại bài đọc và tìm câu trả lời cho những câu hỏi sau. Just take a look. A. What are Western consumers interested in? Những người tiêu dùng phương Tây quan tâm đến điều gì? B. What can we do to spend less on lighting? Chúng ta có thể làm gì để giảm chi tiêu đối với việc chiếu sáng? C. Is a small quiz. Mrs. Jones uses only two ordinary bulbs and she pays US $8 for lighting. How much will she pay if she uses two energy-saving bulbs instead? Bà Jones chỉ sử dụng hai bóng đèn thông thường và bà ấy trả $8 cho việc chiếu sáng. Thay vì đó, bà ấy sẽ phải trả bao nhiêu nếu bà ấy sử dụng hai bóng đèn tiết kiệm năng lượng? D. What is the purpose of the labeling scheme? Mục đích của kế hoạch dán nhãn là gì? E. Why should we save energy? Tại sao chúng ta nên sự tiết kiệm năng lượng? Trước khi chúng ta trả lời cả câu hỏi này, thầy có một lưu ý nhỏ đối với các em. Đó là khi chúng ta trả lời cả câu hỏi comprehension questions, chúng ta chỉ cần lấy thông tin ở trong bài. Còn câu trả lời chúng ta dựa vào câu hỏi để trả lời. Chúng ta không nên lấy nguyên trong sách để trả lời cho câu hỏi. Bởi vì làm như thế thì nhiều lúc câu trả lời của chúng ta nó không bám sát được cái tinh thần của câu hỏi. Okay. Now, read the passage and find the answers to the questions. All right, students. Your working time is over. And now, let's check your answers together. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra đáp án của các em.
Để trả lời câu A, chúng ta tìm thông tin ở trong câu 2 của đoạn 1. Thông tin chúng ta cần tìm đó là products that will not only work effectively but also save money. Các sản phẩm không chỉ hoạt động có hiệu quả mà còn tiết kiệm được tiền. Như vậy chúng ta trở lại câu A của chúng ta. Người ta hỏi, what are Western consumers interested in? Những người tiêu dùng phương Tây quan tâm đến điều gì? Thì câu trả lời chúng ta sẽ phải là Western consumers are interested in. Và sau đó là thông tin chúng ta tìm được. Như vậy câu trả lời ở câu A sẽ là. Và các em lưu ý cho thầy, các em thầy lưu ý các em đó là chúng ta có thể sử dụng they để thay cho Western consumers. Đối với câu B, chúng ta có thể tìm thấy thông tin ở trong câu số 2 của đoạn thứ 2. Thông tin chúng ta cần đó là replacing an ordinary 100 watt light bulb with an energy saving bulb. Thay thế một bóng đèn 100 watt thông thường bằng một bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Chúng ta trở lại câu hỏi. Người ta hỏi, what can we do? Chúng ta trả lời câu trả lời bằng we can. Nhưng sao can lại là một động từ nguyên mẫu? Như vậy khi chúng ta đưa replacing trong thông tin chúng ta vào trong câu thì các em nhớ là đưa replacing trở về nguyên mẫu. Câu trả lời của chúng ta sẽ là we can replace an ordinary 100 watt light bulb with an energy saving bulb. How can you solve this quiz? Làm thế nào các em giải được câu đố này? Chúng ta nhìn vào câu 3 của đoạn thứ 2. These bulbs use a quarter of the electricity of standard bulbs. Những bóng đèn này sử dụng 1/4 điện năng của bóng đèn thông thường. Như vậy hai bóng đèn thông thường chúng ta trả 8 đô thì hai bóng đèn tiết kiệm năng lượng chúng ta chỉ cần làm một phép tính đơn giản, lấy 8 chia cho 4 sẽ bằng 2 đô. Và câu hỏi người ta hỏi là how much will she pay? Thì chúng ta trả lời là she will pay và thông tin 2 đô của chúng ta. She will pay US $2. Đối với câu D, chúng ta nhìn vào câu 2 của đoạn thứ 3. Thông tin chúng ta tìm đó là tells the consumers how much energy efficiency each model has compared with other appliances in the same category. Và như vậy chúng ta trở lại câu D. Thì câu D là một câu hỏi chỉ mục đích. Trong tiếng Anh, để chỉ mục đích thì động từ chúng ta dùng ở to infinitive. Như vậy, động từ tell trong thông tin của chúng ta sẽ phải trở thành to tell trong câu trả lời. Như vậy, câu trả lời cho câu D đó là the purpose of the labeling scheme is to tell the consumers how much energy efficiency each model has compared with other appliances in the same category. Và câu cuối cùng, chúng ta tìm được thông tin trong câu cuối của bài đọc. Thông tin chúng ta cần đó là save money as well as conserve the earth's resources. Tiết kiệm tiền cũng như bảo tồn được các nguồn tài nguyên của trái đất. Trở lại câu hỏi bằng chữ why thì câu trả lời chúng ta thường là bằng because. Và ở đây chúng ta nên sử dụng trợ động từ can để trả lời về khả năng. Như vậy câu trả lời của chúng ta sẽ là because we can save money as well as conserve the earth's resources. Good job, students. And here are all the answers to the questions. Okay, we will now move to another activity. Choose the best summary of the passage. Bây giờ chúng ta chuyển sang một phần khác, đó là chọn câu tóm tắt tốt nhất của đoạn văn. In this activity, you're going to read the passage one more time. This time, try to choose the best summary of the passage. Trong hoạt động này, chúng ta sẽ đọc lại một bài đọc thêm một lần nữa và cố tìm cho ra được câu tóm tắt của đoạn văn là gì. We've got four options. A. Energy saving bulbs should be used to save electricity. Các bóng đèn tiết kiệm năng lượng cần được sử dụng để tiết kiệm điện. B. In Western countries, electricity, gas and water are necessities. Ở các quốc gia phương Tây, điện, ga và nước là nhu yếu phẩm. C. North American and European countries are interested in saving money
and natural resources. Các quốc gia Bắc Mỹ và châu Âu quan tâm đến việc tiết kiệm tiền và tài nguyên thiên nhiên. D. Labeling schemes help save money. Các kế hoạch dán nhãn giúp tiết kiệm tiền. Now, please take some time, read the passage again, and choose the best summary. All right, students, your working time is over. And did anyone choose option C? If yes, you've got the correct answers. C is our best summary of the passage. Bây giờ thầy trò chúng ta cùng nhau phân tích vì sao câu C lại là câu tóm tắt tốt nhất của ý của đoạn văn. Các em nhìn vào đoạn thứ nhất. Đoạn thứ nhất người ta nói đến cái ý thức tiết kiệm tiền của các nước phương Tây. Và cái ý tiết kiệm tiền này được nhắc đến trong câu C. Các nước phương Tây ở đây cũng chính là North American and European countries. Có đoạn thứ hai, người ta cũng nhắc lại việc tiết kiệm tiền, nhưng lần này là cụ thể là ở các nước, các hộ gia đình Bắc Mỹ. Và thông tin này cũng được nhắc đến trong câu C của chúng ta. Ở đoạn thứ ba, người ta nhắc đến kế hoạch giảm nhãn. Kế hoạch giảm nhãn này thì mục đích của nó cũng là tiết kiệm điện, mà tiết kiệm điện thì cũng là tiết kiệm tiền. Nhưng ở đây là châu Âu thì thông tin châu Âu này cũng được nhắc đến trong câu tóm tắt của chúng ta. Và ở câu cuối cùng thì người ta tái khẳng định lại cái việc tiết kiệm tiền. Và nhưng lần này người ta có thêm một hệ quả tích cực của việc tiết kiệm tiền, đó là conserve the earth's resources, bảo tồn được tài nguyên của trái đất. Và ý này cũng được nhắc đến trong câu tóm tắt của chúng ta. Như vậy từ những phân tích trên, thầy trò chúng ta có thể tự tin khẳng định rằng câu C là câu tóm tắt tốt nhất của đoạn văn. Okay, now I'm offering you one more interesting activity. In this part, you take some time and make a list of the things you can do to save electricity at home. Trong phần này, thầy buộc các em dành thời gian liên hệ thực tế bản thân và liệt kê cho thầy những thứ các em đã, đang và sẽ làm để tiết kiệm điện ở nhà. You got it? Okay, let's do it now. All right, your working time is over. And now I'm going to share with you my own ways of saving electricity at home. And see if you and I have many things in common in terms of saving electricity at home. Và bây giờ thầy cùng chia sẻ với các em những cách làm của thầy để tiết kiệm điện ở nhà. Và thầy trò chúng ta xem có nhiều ý tương đồng với nhau trong cái vấn đề là tiết kiệm điện ở nhà hay không. I use energy saving bulbs for lighting. Thầy sử dụng các bóng đèn tiết kiệm năng lượng cho việc chiếu sáng. I turn off appliances after use. Thầy tắt các thiết bị điện sau khi sử dụng. I use appliances with more energy efficiency. Thầy sử dụng các thiết bị điện có hiệu quả năng lượng nhiều hơn. I make sure the refrigerator's door is tightly closed. Thầy đảm bảo là cửa tủ lạnh là luôn đóng chặt. I want to use renewable energy. Thầy hy vọng sẽ sử dụng được năng lượng tái tạo. Như vậy các em thấy năng lượng tái tạo là một nguồn năng lượng rất quan trọng và nó rất thân thiện với môi trường. I turn off unnecessary light. Thầy tắt các bóng đèn không cần thiết. I enjoy the fresh air instead of the air conditioner. Thầy tận dụng khí trời trong lành thay vì ngồi điều hòa. I have glass windows to let more sunlight in. Thầy lắp đặt các cửa sổ bằng kính để tận dụng ánh sáng trời. Okay, I hope you and I have many things in common in protecting
in saving energy. And now, I have a video clip, and let's watch it together. This video clip is about saving energy. Okay, let's watch it together. Như vậy, thật là một video có ý nghĩa, phải không các em? Thầy hy vọng rằng sau khi xem video này xong, các em có thể rút ra cho mình những bài học bổ ích về việc tiết kiệm năng lượng. Và sau bài học này, thầy có một số yêu cầu nhỏ đối với các em. Thứ nhất, chúng ta học thuộc từ mới. Thứ hai, chúng ta chuẩn bị cho thầy phần Language Focus 1 and 2. Và cuối cùng, chúng ta thử cố gắng liệt kê lại tất cả những thứ mà các nhân vật trong cái hoạt hình này đã làm để và tiết kiệm năng lượng. And the last words are, thank you for taking your time to watch my lesson. Thank you and goodbye.